Vâng, hiện nay tại Tây Ninh đang tồn 1 triệu con gà lông trắng, Long An còn tồn khoảng 2 triệu con gà và tổng các địa phương phía Nam còn tồn khoảng là 4 triệu con gà lông trắng qua lứa và khoảng 60 triệu con gia cầm đến ngày xuất chuồng, thế nhưng mà vẫn đang tắc đầu ra. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết thì đây là mức giá giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Giá một con gà thịt hiện nay còn rẻ hơn một quả trứng gà ta ở miền Bắc là hơn 5.000 đồng một quả. Gián cách xã hội nhu cầu tiêu thụ giảm cộng với khó khăn trong khâu lưu nên thương lái không đến tận nhà thu mua được do đó giá gà tại các chợ vẫn cao là chuyện đương nhiên. Trang trại chú tôi ở đồng nai giờ chấp nhận lỗ cũng bán mà vì dịch giả không tiêu thụ được. Nhà tôi ở bình dương cũng đang lao đao vì giá gà đây chỗ nuôi rồi nguồn nuôi thức ăn tất cả đều khó trong bối cảnh hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vận chuyển tăng cao đầu ra tiêu thụ lại gặp nhiều khó khăn giá giảm kỷ lục khiến cho người chăn nuôi và doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm đang thua lỗ nặng theo chủ tịch hiệp hội gia cầm việt nam cần lưu thông tình trạng tắc nghẽn ứ động gà ở các địa phương từ khâu giết mổ có thể xem xét cho các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo vệ sinh, có kiểm soát của lực lượng thú y hoạt động thì mới có thể đáp ứng nhu cầu về thịt gà ở các tỉnh đang giãn cách xã hội và cũng nên hỗ trợ cho các doanh nghiệp để cấp đông dự trữ, đồng thời khơi thông khâu lưu thông vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện cho vận chuyển gà ra khỏi chuồng gà để giết mổ và tiêu thụ. Khâu giết mổ lúc này là quan trọng. Theo tôi, những cơ sở giết mổ nào đang được hoạt động thì phải tăng năng suất gấp đôi gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Tôi nghĩ bây giờ nhà nước cần hỗ trợ các hộ chăn nuôi duy trì tái đàn, chứ đến lúc trở lại bình thường thì gà thương phẩm lại thiếu hụt và mới đây tại cuộc họp trực tuyến kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, tổ trưởng tổ công tác 970 cũng đã yêu cầu các địa phương phải bằng mọi biện pháp phải giữ bằng được các cơ sở giết mổ không để dịch Covid-19 xâm nhập vào và đồng thời đặc biệt quan tâm chống dịch tại các cơ sở giết mổ, vừa thực hiện nguyên tắc 5K, vừa xét nghiệm cho người lao động để kích hoạt các lò mổ hoạt động trở lại địa phương cũng cần tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ, nhà máy chế biến thực phẩm được ưu tiên tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người lao động. Và bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ kiến nghị chính phủ xem xét một số chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp như là vay vốn ưu đãi để tái đàn, kích cầu sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung lâu dài.